hai cánh tay lên, có thể có một lần chúc mừng không ạ? Và sau đây xin mời tất cả quý vị hãy cùng tôi với lời cầu thân thân nhất của chàng trai Mạnh Hàn chúng tôi. Về thăm Vô Lan. Và trước khi thực hiện nghi thức này thì người cả ông già làng chúng tôi sẽ cắt tiết một con gà và bôi lên miếng mặt trên, và sau khi bôi lên mặt trên thì con người chúng tôi sẽ đem ra những tiếng cổng tiếng chiên, và để phân biệt cổng với chiên thì người con người chúng tôi sẽ đầu đường mặt với nó một chút xíu. Cổng thì sẽ có núm ở dưới, và người con người chúng tôi sẽ dùng cái dù để đánh vô mặt cổng. Còn cái chiên thì là một mặt phẳng, người con người chúng tôi dùng tay không để đánh. Và ở những ngày lễ hội khác nhau thì người con mô lan chúng tôi sẽ tấu lên những giai điệu khác nhau. Và sau đây, để chào đón tất cả quý vị đến với người con mô lan chúng tôi, thì chàng trai cô gái chúng tôi được
xin mạn phép chào đón quý vị hoàng tiến cổng, chào đón quý vị về thăm Buôn Làng.